tìm được thi thể bé gái 13 tuổi mất tích sau khi đi ăn bánh tráng trộn với bạn. Bé gái 13 tuổi được bạn rủ đi ăn bánh tráng trộn trong đêm rồi không về nhà. Gia đình trình báo công an vụ mất tích và 3 ngày sau, mọi người tìm thấy thi thể của bé ở khu vực gần các quán hải sản. Trưa ngày 21 tháng 6, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết, công an huyện Tuy An và tỉnh Phú Yên đang khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra vụ bé gái DTKH, 13 tuổi, ở xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, được gia đình báo mất tích hơn 3 ngày trước, vừa tìm được thi thể. Theo thông tin ban đầu, thi thể bé H được tìm thấy sáng nay tại khu vực gần cầu An Hải thuộc địa phận xã An Ninh Đông. Trước đó, ông Đỗ Văn Quang, 48 tuổi, cha bé H trình báo với cơ quan chức năng. Tối ngày 17 tháng 6, bé H được một bạn gái ở xã An Ninh Tây rủ đi ăn bánh tráng trộn, đến gần nửa đêm vẫn chưa thấy về nhà. Trước đó, tối ngày 17 tháng 6, H có xin gia đình đi ăn quà vặt ở xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, cùng với nhóm bạn gồm 4 nam và 2 nữ. Đến khoảng 23 giờ đêm, chị của H có nhận được điện thoại từ số máy của H. Khi vừa mở máy lên, người chị của H chỉ nghe được lời kêu cứu của H. Chị ơi, cứu em, rồi cúp máy. Sau đó, chị H và gia đình nhiều lần gọi lại số của H, nhưng chỉ đổ chuông, không có người bắt máy. Ông Quang cùng người thân liên tục gọi nhiều lần vào số máy điện thoại của H. Lúc thì chuông reo nhưng không có người nghe máy, lúc thì không liên lạc được. Trong khi người bạn gái là Tuyết Ánh đã về nhà trong đêm ngày 17 tháng 6. Theo gia đình của H, sau khi không thấy H về nhà, gia đình đã tìm đến một số người bạn đi cùng với H vào buổi tối hôm đó. Để tìm hiểu, thì được các bạn này cho biết nhóm đã chở H đến gần nhà rồi để H xuống đi bộ. Bây giờ có một nam thiếu niên đang chờ sẵn để đón H. Lo sợ H có chuyện chẳng lành nên gia đình đã báo chính quyền và công an hỗ trợ tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy. Lúc 23 giờ 46 ngày 17 tháng 6, chị gái của H nhận được cuộc điện thoại từ số máy của H. Có nhiều tiếng người nhưng chỉ nghe được tiếng H kêu, cứu em rồi im bặt. Ông Quang cho biết. Ông Quang kể, ngay ngày hôm sau, ông đến nhà người bạn đã rủ H đi ăn bánh tráng trộn. Để hỏi, thì cô bạn này trả lời là sau khi ăn quà vặt xong đã chở H về gần tới nhà thì H đòi xuống xe. Cô bạn này sau đó quay về nhà và không biết sự việc tiếp theo. Gia đình ông Quang những ngày qua đã đến vùng Bắc Phú Yên và tỉnh Bình Định để tìm kiếm H nhưng không gặp. Công an huyện Tuy An cũng tung lực lượng để truy tìm và đến sáng nay thì phát hiện được xác bé H tại khu vực gần các quán hải sản ở gần cầu An Hải. Ông Bùi Văn Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An cho biết, hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Công an huyện này nhận thấy vụ án có dấu hiệu tội phạm nên đang điều tra nguyên nhân cái chết của em H. Trên đây là cập nhật của chúng tôi liên quan đến thông tin tìm được thi thể bé gái 13 tuổi mất tích sau khi đi ăn bánh tráng trộn với bạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc này trong các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật thêm nhiều video mới nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.